Hello mọi người, đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay một bạn tới mua xe R15 bên Minh. Thì nãy giờ em ngắm chiếc xe của em rồi. Dạ. Thì em có cảm giác như thế nào về cái con xe của mình? Xe quá đẹp, quá yên mà. Tôi chơi cũng dữ luôn, nhìn mới như mới luôn. Đi là xe mua xe tay, xe cũ đấy mà nhìn như xe mới luôn. Nhìn như xe mới. Em đếm nãy giờ nó có mấy món đồ chơi trên xe? Nếu nãy giờ chắc cũng được 5 món. 5 món, 5-6 món. Chống đổ này, giá đại điện thoại, chắc nước, rồi chắn bùn, xi nhan cơ, quá đẹp. Ốp bình xăng nữa. Ốp bình xăng. Ốp chống trượt. Nhát bình xăng, chống trượt bình xăng. Thì mua xe cũ mà quá gì là tuyệt vời ha. Dạ đúng. Mua xe cũ. Hồi nãy là anh tặng em một lần thay nước mát mới rồi nha. Dạ rồi. Xong rồi nhớt thì còn giấy tờ luôn. Dạ đúng rồi. Thay còn giấy tờ luôn. Okay. Đó là xong hết. Về chỉ có lên là chạy thôi. Chạy. Đó. Thì em lần đầu tiên em mua R15. Dạ đúng. Em có cảm giác em chia sẻ với mọi người đi. Đó, cảm này chia sẻ với mọi người. Cảm giác đầu tiên nhảy lên, em bước lên xe ngồi thì cảm giác nó to. Cảm giác chắc chắn. Như kiểu chạy phân khối lớn nha. Tuy là cái này chỉ có là phân khối nhỏ thôi, 150 thôi. Cảm giác rất là phấn khích. Em không biết nói gì thêm, khó diễn tả quá. Tại vì á, anh rất là thích những cái bạn mà mua xe mà chia sẻ cái kinh nghiệm lại cho những bạn xem kênh của anh. Tại vì nhiều người á, anh sẽ không quay những bạn mà người ta ngại lên hình thì anh sẽ không quay. Nhưng mà có những bạn như em thì càng tốt. Bởi vì sao? Bởi vì những người mua sau người ta sẽ tham khảo, người ta sẽ xe nó như thế này, người ta sẽ tham khảo được. Đúng là thực tế, như em là thực tế luôn, là người trải nghiệm đầu tiên. Thì nó sẽ thực tế hơn, nó dễ cho mấy bạn xem kênh của anh trải nghiệm hơn. Đó. Thì cái con xe này á thì nó không có hao xăng gì mấy ha. Dạ đúng. Tiêu hao nhiên liệu rất là ít. Hao nhiên liệu lít. Nhớt cũng ít nè. So với trong các dòng Suzuki hoặc là Suzuki 150 hoặc là CBR 150 thì nó tiêu hao nhớt rất là ít. Dạ. Đó. Rồi tiếp theo là rất là dễ bảo trì, đơn giản. Nếu như không biết đâu bảo trì thì cứ chạy qua anh là xong. Thì xe này nó quá mới thì giờ mình chỉ chạy thôi. Yeah. Xe này nó rất là bền. Bây giờ cái mà anh em quan tâm là em cao 1m bao nhiêu? Dạ, em cao 1m7. 1m7 thì em ngồi xe cho mấy anh em ngắm nhìn. Dạ. Đó. Đây, để em đeo này vô cho. Em đeo này vô để cho em dễ nói chuyện ha. Đó, rồi. Dạ. Rồi, nha, em cắm cho anh em bê xe xuống nè. Dạ rồi rồi. Thôi, nó có vừa cỡ luôn anh này. Chống chân đặt còn cong nè. Rồi, không dùng luôn. Chia sẻ kinh nghiệm cho mấy anh em đi. Rồi, ngồi đó thôi cực kỳ thoải mái luôn. Chân chạm đất luôn mọi người. Chân chạm đất. Không có dùng luôn. Mình là một mình mất 1m7 nha. Có mấy mình thấy mấy anh em 1m65 hay sao vậy ngồi vẫn thoải mái như bình thường nha. Đây là mình ngồi chống chân nè, mình còn dùng chân nữa. Che chống đổ trắng bùn là các kiểu đầy đủ rồi. Côn nhẹ, rất nhẹ. Côn nhẹ, rất nhẹ. Một ngón. em là một người đã chạy winner rồi. Dạ đúng rồi. Thì em lên con xe này em cảm giác sao? Để cho anh em, những anh em mà từ những chiếc xe con tay có kiểu dáng, những chiếc winner gọi là những chiếc xe con tay có kiểu dáng gọi là Underboard. Không phải. Nếu như nói như là thị trường á là kiểu dáng phổ thông. Dạ. Kiểu dáng của nó thiết kế để đi lại, để đi chợ rồi đó. Đó, để chở vợ cho con rồi đó. Dạ. Còn cái con này là thiết kế thể thao. Thiết kế rất là thể thao và nó có dáng sport bike. Dạ rồi. Đó thì em, một người đã từ chiếc winner lên đây thì em có cảm giác như thế nào? Em thấy con xe này ngồi chắc chắn cực kỳ luôn, chắc hơn winner rất nhiều. Tại nó có cái bình xăng này mình còn ôm sát vô được, còn winner thì cảm thấy nó hơi lỏng lẻo tí. Đúng rồi, đó. Xe này á lỡ không có ghệ nó còn có bình xăng thì mình ôm bình xăng. Xe kia không có ghệ không biết ôm gì. Rất hợp lý cho những dân F3 như em. Nhưng mà nó sẽ mỏi tay. Dạ đúng rồi, chỉ số bọt là phải mỏi tay. Chịu khó. Đúng rồi. Nhưng mà khác là quen. Dạ đúng. Mình thanh niên nó quen. Còn người lớn tuổi thì người ta sẽ không. Sao cái này nếu mà mấy anh em có đi đường xa thì chịu khó, nếu mà mệt quá thì mình nghỉ tí. Đúng rồi. Ok. Chúng là rất ngon rồi. Đi đường okay. Xa mình nghỉ một xíu là nó lợi cho cái máy mình nó bền. Vừa lợi cho máy mà vừa khỏe cho mình. Chứ mà bạo lực thì cái đúng máy rồi. Mình nó sẽ mau xuống hơn. Ví dụ em đi một quãng đường 200 cây đi. Dạ. Mà em chia ra em nghỉ 50 cây, em nghỉ một lần 50 cây, nghỉ một lần là máy em nó có thời gian nghỉ thì máy em sẽ bền hơn. Dạ. Mà em đi 200 cây quốc 200 cây luôn là đương nhiên rồi. Nóng. Là máy sẽ điến, cái máy nó sẽ điến rồi. Còn nóng. Đó. Thì mình nghĩ thì lợi cho mình khỏe em nữa, em nghĩ có một xíu em có sức lực. Dạ đúng. Nhưng mà nhiều cái nhiều người á
cơ địa nhiều người ta nghĩ cái ta lại mệt. Ta nghĩ là ta mệt. Lạ nhờ. Nghĩ, anh đi tour nhiều gặp nhiều trường hợp rồi. Thì con xe này á, anh em nó bảo trì bảo dưỡng cũng giống như Winner, không khác gì. Dạ đúng rồi, cục máy 150 với nhau. Cũng nước mát, cũng nhớm nhiêu đó. Winner nó ăn hơn nhớ. Ăn nhớ hơn, hơn. 1 lít mốt này có chỉ có 800 đúng không anh? 850. Khi mà em thay lọc nhớt á thì em đổ luôn lít. Dạ. Anh giảm nhiều rồi, trên lít okay. Này là chiếc này là nhiều lắm rồi. Mấy anh em mà qua anh là chiếc này nhiều. Mà hai lần thay nhớt, thay cái lọc nhớt đúng không anh? Dạ. Em lỡ 3 lần cũng không sao. Dạ rồi. Nhưng mà có điều kiện một lần thay cũng được. Nói chung là hai lần là ok, hai lần là ok. Ok quá rồi. Quá tệ luôn. Xe này còn nhớt cái này, thôi ngon mà. Nhớt mới thay luôn. Đẹp. Chung là xe mọi mới. Bên đây chiếc Ducati mà nó bự muốn bằng chiếc Ducati. Ducati 749. Nhìn dáng gì chả khác một con sport mà của thân khói lớn rồi. Quá to. Đẹp. Rồi, chả biết nói gì hơn rồi. Đủ chưa? Quá đẹp, nói chung là nhìn đi xe mới không biết nói gì thêm nữa đó. Thì, anh cảm ơn em dạ. Đã giao lưu với anh và chia sẻ kinh nghiệm cho mấy bạn xem kênh. Dạ rồi. Cảm ơn em nhiều ha, bắt tay dạ. Đó nè. Cảm ơn anh nhiều. Rồi, thì thôi. Dạ. Em biết em quên gì không? Dạ. Em biết em quên gì không? Em quên gì? Mua xe quên gì? À rồi, em biết rồi, lát nữa đi. Ok, thôi, giỡn chơi vui cho có trong clip thôi. Chứ thực chất á, mấy anh em ở đây là mấy anh em cọc tiền trước cho mình. Dạ thôi. Rồi. Như con xe này, mình nói vui cái là em này nó chỉ còn trễ một xíu thôi là nó đã không được sở hữu rồi. Có nghĩa rất là mày. Mình có hai con. Một con màu xanh là dạ. Em lên trễ là em không được sở hữu con màu xanh. Rồi cái con này em trễ xíu nữa thôi là có người cọc rồi. Rất mày luôn anh. Lên cọc trước luôn. Mày lắm. Lọc cọc trước cho mình. Nói chung á là xe đẹp thì nó không có nhiều đâu. Nhiều anh em á, có những anh em giận mình, có những anh em giận anh luôn. Dạ. Là đi mua xe chỗ khác. Đó. Tại vì xe đẹp nó không có. Hiếm lắm. Với lại mình dặn anh em luôn là tiền của mình. Đúng không? Mình không mua xe vẫn còn đó. Dạ. Mình chờ để có xe đẹp mình mua. Chứ đừng hấp tấp. Đúng rồi. Hấp tấp thì mua xe sẽ không ưng ý đợt, mình. Đợt trước em có nhắn anh, em thấy con R15 trước á mà không kịp đó. Cái em cũng ấp ủ để dành tới giờ. Rồi mới mua đó. Chứ mà em như mấy bạn kia là chắc hơi sai. Đúng rồi. Hơi toan rồi đó. Xe đẹp lâu lâu mới có chiếc thì em dạ. Qua anh chơi mấy bữa em cũng biết rồi. Dạ. Lâu lâu mới có một chiếc. Rồi mới có chứ chiếc. Không phải là có nhiều xe ở xe đâu mà nhiều. Để đâu nhiều lâu lâu mới săn được chiếc đẹp cho anh em chơi rồi chạy xe ra ngoài. Thường á anh em mình đã mua xe cũ rồi là có nghĩa là anh em mình đã không có kinh phí nhiều rồi. Dạ, như anh em mình giàu có, anh em mình dư giả thì mua luôn xe mới thì anh hiểu cái tâm lý đó. Anh muốn cho những anh em mua những cái xe, con xe cũ nhưng mà cái chất lượng của nó cũng ngang như xe mới cho anh em đi nó hay hơn. Chứ mà mua xe cũ rồi không biết mua rồi mua trúng xe bị này nọ bị... thì về phải suy nghĩ về phải sửa này sửa kia thì nó cực. Đúng rồi. Nó tốn thời gian mình nữa, nó tốn thời gian đó. Nên anh cố gắng hết mức có thể thôi đó. Rồi. Dạ rồi. Ok. Cái gì sao mà hít hà rồi thèm hả? Rất là muốn chạy thử luôn á. Cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker. Dạ. Và hẹn anh em ở những clip sau. Hy vọng có thể giao lưu được với nhiều anh em nữa.